Bình thường mình trồng ở luống cho hoa thì cây nó rất là to, nhưng mà khi mình trồng lại cái củ của nó, cây rất là yếu các bạn. Xin chào các bạn, đây là cái luống hoa rực rực màu đồng của mình, hay còn gọi là cổ đồng ấy. Đây, những cái cây nó đã hầu như là gần chịt vòm rồi. Phía dưới gốc này nó đổ ngả đổ nghiêng hết rồi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi cắt hết, cắt cho nó thấp đi các bạn. Kéo nó hơi cùn, cắt nó hạ nó thấp xuống, chứ cứ để như này sẽ không tốt cho những cây hoa rực rực. Mưa gió là nó sẽ đổ hết các bạn, mà mọc ra nó rất là yếu, nó không được cứng cáp. Cắt hạ hết đi các bạn. Cây nó mọc nó không được khỏe đâu các bạn. Cây mềm lắm, không cứng cáp như các loại khác. Đổ gãy hết rồi. Bình thường mình trồng ở luống cho hoa thì cây nó rất là to, nhưng mà khi mình trồng lại cái củ của nó, cây rất là yếu các bạn. Cây rất là nhỏ, rất là yếu, mềm lắm. Kéo nó hơi cùn, cắt là nó không được dứt khoát các bạn. Không cắt đi thì một trận là mưa gió là nó đổ bẹp hết xuống, nhiều khi nó còn bật cả cái mấu ở phía dưới. Cắt mình để một cặp lá đây các bạn, một cặp lá phía dưới này để cho nó tiếp tục nó ra mầm. Video trước thì mình cũng chia sẻ các bạn cách cắt rồi. Mùa này hoa rực rực thì cũng chỉ có đào củ lên trồng lại, và khi mầm nó tốt là mình cắt thôi, che chắn che mưa che nắng thôi. Thời gian này thì nó chưa có nắng, nhiệt độ nó vẫn mát mẻ. Mình tranh thủ mình cắt vào cái lúc mát mẻ này thì nó sẽ mầm nó sẽ mọc ra nhanh hơn là khi mình để những ngày nắng nóng mình cắt. Lần này thì mình sẽ cắt hết một loạt các bạn. Những cây thực dược nào mà nó mọc tốt rồi mình sẽ cắt một loạt hết. Thì khi nó mọc lên thì nó sẽ đồng loạt mình chăm sóc nó dễ. Lúc đào lên thì củ rất là to, nhưng mà mọc mầm thì nhỏ tiêu tiêu các bạn. Mầm này mà ở vùng mát mình dâm mình trồng được đây, nhưng mà vùng nóng mình cũng không dâm nữa. Cây rất là ẻo là yếu lắm, nó không khỏe như những cây khác. Bình thường mùa đông thì cho cái cây nó to thế, bông hoa đẹp thế, mà mùa này nó cứ mềm nhèo nhèo, cắt này cứ phải gượng ghẹ.
nó đổ bẹp hết xuống. Năm nay thời tiết mùa hè chưa biết thế nào, nhưng mà lúc này thì có cái đợt gió mùa về là vẫn đang rất là mát. Thời gian nữa qua 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì không biết cái nền nhiệt miền Bắc nó ở cái ngưỡng nào. Hôm nay thấy dự báo thời tiết nói là sẽ nóng hơn năm ngoái thì cũng chưa rõ là sau nhiệt độ nó sẽ lên đến bao nhiêu độ. Lúc này thì cứ chuẩn bị ứng biến khí hậu các bạn. Vì nhiệt độ nó tăng lên khoảng độ 36-37 độ là phải che hết lưới đen trên các bạn. Che càng sớm càng tốt, sẽ giảm thiểu được cái nhiệt độ nó phản chiếu các bạn. Bây giờ cắt một hồi rồi mà vẫn cứ ngả nghiêng như này các bạn. Giờ sáng nay mình cung cấp độ ẩm cho nó các bạn. Nên là khi mà cây nó càng, khi mà cái đất nó ẩm thì cây nó lại càng coi như là yếu. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.